Xin chào các bạn, hiện tại trên tay mình đây, mình đang có một cái mẫu máy lọc nước điện giải có tên là Lyco 6000, một thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Hầu hết ở thị trường Việt Nam hiện nay, đó là các cái mẫu máy lọc nước RO, tức là máy tạo ra nước tinh khiết dùng để uống này, hoặc là dùng trong sinh hoạt. Thế nhưng đối với cái mẫu máy tạo nước điện giải này, máy lọc nước điện giải này, thì là một hạt sản phẩm hoàn toàn khác. Nó tạo ra một cái nguồn nước khác, tức là cơ chế hoạt động của mẫu máy này là thay đổi cái độ pH ở trong nước trực tiếp mà không thêm bất cứ một cái nguồn hóa chất nào vào để thay đổi cái độ pH đó. Và là mục đích chính của máy tạo nước điện giải Lyco 6000 đó là tạo ra cái nguồn nước yêu kiềm, quý giá, giá trị mà xứng đáng với cái số tiền của chúng ta bỏ ra đối với cái chiếc máy này, lên tới đó là khoảng 40 triệu đồng cho chiếc máy này đó. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái thiết kế của mẫu máy Lyco 6000 này. Thì các bạn có thể thấy ở đây, máy có một thiết kế vuông vức này, sang trọng. Với ở đằng trước đây là có mặt kính này, dễ lau chùi vệ sinh, một màn hình cảm ứng này và một cái vòi nước xoay 360 độ, giúp các bạn có thể dễ dàng đặt ở trên vị trí như là bàn bếp này, đấy, hoặc là bàn nước luôn. Đấy, để là mình chú trọng là mình sử dụng cái máy này để quan tâm và phục vụ sức khỏe của mình. Đó. Thì là tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu về cấu tạo của máy. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì là thành phần bên ngoài ở đây là vỏ máy này. Ở trên vỏ máy mình sẽ có một cái bảng điều khiển. Đó, thì là sẽ mở ra được như thế này các bạn nhé. Ở bên trong vỏ máy là sẽ chứa các cái linh kiện, gồm có các linh kiện như sau. Thứ nhất là về cái lõi lọc. Ở đây mình đang có cái lõi lọc thô đấy, để xử lý cái nguồn nước vào trước khi mà đi qua cái buồng điện giải. Đấy, cái thành phần thứ ba đấy là cái buồng điện giải ở đây, là cái thành phần quan trọng nhất và giá trị nhất của chiếc máy này. Đấy, nó sẽ tạo ra cái nguồn nước điện giải, đấy là nước kiềm alkaline, đấy là hỗ trợ rất là tốt cho sức khỏe. Và nước sau khi đi qua cái buồng điện giải này sẽ được thay đổi về cái độ pH trực tiếp ở trong đây, sẽ không thêm bất cứ hóa chất nào và để thay đổi cái độ pH các bạn nhé. Đó. Tiếp đến thì mình sẽ giới thiệu về tính năng của cái mẫu máy tạo nước điện giải ion kiềm Lyco 6000 này. Thì như các bạn có thể thấy ở đây, mình đang có một cái màn hình cảm ứng này. Trước khi đi vào sử dụng thì là cái màn hình cảm ứng này nó sẽ có một cái phím coi như là phím khóa trẻ em. Đấy, trước khi sử dụng là mình sẽ bấm vào cái phím sử dụng đó. Thì ở trên cái màn hình hiển thị này, chúng ta sẽ thấy được các cái thông số như thế nào. Thì ở đây các bạn có thể thấy là có các cái thông số như là ở dòng dưới cùng đây, đó là các cái nút cảm ứng này. Đó, nước kiềm alkaline, nước trung tính này và nước axit. Thì khi mà mình bấm vào nước alkaline cấp độ 2. Đấy, như cái mẫu máy này thì là mình sẽ giới thiệu với các bạn, đây là cái mẫu máy mà duy nhất trên thị trường Việt Nam mà có hỗ trợ đọc tiếng Việt khi mà mình chọn vào các cái mục nước như thế này. Đấy là mình đầu tiên đây, mình đã có cái chế độ nước kiềm alkaline này. Tiếp theo đó là chế độ nước trung tính. Đây là cái chế độ nước thứ hai mà cái máy này có thể tạo ra, và nước sát khuẩn, và chế độ nước cuối cùng là chế độ nước axit. Thì với mẫu máy này nó có 11 chế độ nước quý, tức là 5 chế độ nước kiềm alkaline này, 1 chế độ nước trung tính và 5 chế độ nước axit. Thì tương ứng đối với các cái chế độ sử dụng như thế này thì là ở trên màn hình hiển thị nó sẽ có alkaline cấp độ 2. Ở trên màn hình nó sẽ có những cái hình ảnh phụ họa tương ứng để cho mình sử dụng đối với từng cái chế độ nước như thế này. Chẳng hạn như là đầu tiên đây là nước kiềm alkaline cấp độ 2 thì là sẽ dùng để uống này. Tiếp theo cấp độ 4. Nước alkaline cấp độ 4. Cấp độ 4 thì cái mục đích thay đổi sử dụng của nó là có thể là mình dùng để pha trà, để bóc tách các cái tinh chất ở trong trà, cà phê ra khỏi cái nguồn nguyên liệu. Sau đó là nó sẽ thẩm thấu vào trong nước. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng thì là cái sản phẩm nó sẽ ngon hơn. Đối với cái máy tạo nước điện giải, nó sẽ tạo ra những cái cụm phân tử nước nhỏ hơn 5 lần so với bình thường, thì là nó sẽ dễ dàng thẩm thấu đi vào trong cơ thể. Thì đối với cái mẫu máy này, cái việc quan trọng nhất của nó và mình thường xuyên sử dụng nhất đó là sử dụng nước ion kiềm. Đấy. Vì sao lại phải sử dụng nước ion kiềm? Thì cái nguồn nước ion kiềm nó khi đi vào cơ thể nó sẽ giúp trung hòa các cái axit này, các cái gốc tự do trong cơ thể. Cái nguồn cái cụm phân tử nước nhỏ thì là dễ dàng thẩm thấu vào trong cơ thể để đào thải, bài tiết các cái chất độc dễ dàng hơn. Đấy. Nguồn nước ion kiềm được máy tạo ra sẽ phù hợp nhất với những người có bệnh lý về đường tiêu hóa này, hoặc bệnh ngoài da. Thì đối với những người bị bệnh tiêu hóa thì là thông thường đó là đau là dạ dày này, loét dạ dày, thì bên trong cơ thể họ sẽ dư một cái lượng axit
đó, thì là cơ thể hiện tại là không tiết ra được cái chất để trung hòa được, thì như đối với cái mẫu máy này nó sẽ là nước yêu kiềm. Khi nước yêu kiềm đi vào bên trong cơ thể, nó sẽ giúp trung hòa các cái lượng axit đó lại và sẽ làm cơ thể trở nên cân bằng. Đấy, thì là những người mà hay uống rượu bia này, cà phê, những cái mục mà có chất kích thích mạnh đó, thì là cái lượng dư axit ở bên trong cơ thể nó tiết ra rất là nhiều. Đấy, thì khi sử dụng xong những cái chất kích thích đó thì chúng ta có thể sử dụng cái nước yêu kiềm này để trung hòa, bớt lại cái đường tiêu hóa, đấy, cho cơ thể về đúng cái trạng thái cân bằng nhất của nó. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến cái nguồn nước, đó là nguồn nước trung tính. Chế độ nước trung tính thì đối với cái nguồn nước trung tính này, đấy là nó sẽ tương tự như là cái mẫu nước RO thôi, qua cái máy lọc nước RO đấy, có thể là sử dụng uống trực tiếp này, uống thuốc đấy, hoặc là cho trẻ em uống trực tiếp. Thì đối với riêng đối với trẻ em thì là cái hệ tiêu hóa của bạn, các bạn ấy là vẫn còn trẻ khỏe mạnh, và là mình sẽ hạn chế là cho các bạn sẽ sử dụng cái nước yêu kiềm. Đấy là sẽ tùy từng độ tuổi đấy, thì là nó mới phù hợp được với cái nguồn nước mà mục đích mà mình muốn sử dụng. Đó, thì là cái nguồn nước cuối cùng thì là sẽ có 5 chế độ nước. Đó là nước sát khuẩn, nước axit. Đấy, thì là ở đây thì là có các cái hình ảnh mô tả rất là trực quan. Đấy, các bạn có thể sử dụng như là chế độ đầu tiên có thể là để rửa hoa quả này. Các chế độ tiếp theo là có thể vệ sinh về bàn bếp hoặc cánh răng. Đó, thì là cái nước này để sát khuẩn thôi, hoàn toàn là mình không nên uống và đưa vào cơ thể các bạn nhé. Mình phải kể tới ở đây đó là mẫu máy tạo nước yêu kiềm Lycor 6000 này, thì là nó là một sản phẩm để phục vụ sức khỏe, thế nên là nó phải đáp ứng được các cái tiêu chuẩn của Việt Nam này, các tiêu chuẩn của quốc tế, thì mình sẽ show ra ở đây cho các bạn thấy. Thứ nhất là tiêu chuẩn về của cục đo lường về chất lượng của Việt Nam này. Tiếp theo đó là đến cái phần tiêu chuẩn chất lượng của bên Hàn Quốc, họ cấp cho cái mẫu máy Lycor 6000 này được cấp phép được nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam các bạn nhé. Đối với sản phẩm máy lọc nước điện giải Lycor 6000 giá trị lên tới 40 triệu đồng thì quý vị khách hàng sẽ được những gì? Thứ nhất, chúng ta có một sản phẩm công nghệ cao hỗ trợ bảo vệ sức khỏe, tạo ra nguồn nước điện giải vô cùng an toàn. Thứ hai, chúng ta sẽ được lắp đặt miễn phí tại nhà. Thứ nhất là có công lắp đặt, thứ hai là có dây dẫn nước hoàn toàn miễn phí, công lắp đặt tại nhà. Tiếp theo đó là sẽ có nhân viên hỗ trợ thay lõi lọc tại nhà sau quá trình sử dụng, chẳng hạn như là hết 4.000 lít nước sẽ có nhân viên nhắc chúng ta thay, hoặc là nhân viên đến nhà thay trực tiếp cho các bạn. Thứ hai đó là hỗ trợ vệ sinh cái phần tạo nước yêu kiềm miễn phí tại nhà. Đối với sản phẩm này, sản phẩm sẽ được bảo hành trong vòng 8 năm theo nhà sản xuất các bạn nhé. Như vậy mình vừa giới thiệu xong cho quý vị và các bạn về mẫu máy lọc nước điện giải yêu kiềm Lycor 6000 này, thì mình xin phép được điểm qua các cái thông tin chính về cái mẫu máy này như sau. Thứ nhất là máy có một bồn điện giải, các bản cực làm từ kim loại quý như là titanium và platinum. Máy có một trình giao diện, màn hình cảm ứng, dễ điều khiển, có phản hồi tiếng Việt. Đây là mẫu máy duy nhất trên thị trường Việt Nam. Thứ hai là dễ dàng tiếp cận thay thế lõi lọc, các cái lõi lọc này đó, dễ dàng tiếp cận và thay thế. Ngoài ra thì các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên mạng, trên internet về cái lợi ích của việc sử dụng máy tạo nước điện giải yêu kiềm trong cái việc chủ động chăm sóc, hỗ trợ và bảo vệ sức khỏe. Đây là một món quà tốt, giá trị để tặng cho bạn bè, người thân hoặc lắp đặt sử dụng cho gia đình của mình để trực tiếp mà quan tâm đến cái sức khỏe của mình hơn. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hữu ích thì hãy cho mình xin một like, subscribe cho kênh D Review nhé. Cảm ơn, chào các bạn.